Hôm nay Thanh sẽ giới thiệu với mọi người một cái sản phẩm mà không phải là vitamin em bé. Hôm nay chúng ta không nói về vitamin em bé đi, bình thường nói nhiều quá rồi. Hôm nay mình bàn chút xíu xíu về một sản phẩm chăm sóc cho mẹ đi ha, cho mẹ của em bé đi. Đó là BioOil. BioOil chắc mọi người cũng khá quen thuộc rồi, nhưng đây là Dry Skin Gel. Đây là gel nha mọi người. Đây, gel chứ không phải là dạng dầu. Bình thường á, thì chúng ta thường biết là Thanh cũng có review rồi, đó là BioOil là cái dạng dầu, là để thoa để mà chống rạn, hạn chế ngứa, mờ sẹo và chống khô da. Thì đó là một dạng dầu. Còn đây là một cái dòng sản phẩm mới của Bio luôn, đó là dạng gel, gel gốc dầu. Vẫn là cái những cái thành phần dưỡng ẩm cực kỳ nhiều, như là bơ hạt mỡ nè, nanolin nè, nói chung là dưỡng ẩm rất tốt, vẫn là gốc dầu. Nhưng mà hiện tại á, thì cái chất này là chất gel, rất là dễ chịu hơn, đỡ nhờn rít. Thường mình xài cái dầu BioOil á, tác dụng thì có tác dụng, nhưng mình vẫn không thích cái mà cái dầu nhớt nhớt đúng không? Thì hôm nay có cái sản phẩm này là tuyệt hảo luôn, tuyệt vời luôn. Đó là dạng gel rất là dễ sử dụng. Bình thường thì hổm rài là các mẹ mang bầu thì bắt đầu mang bầu những tuần đầu thai kỳ, các bạn cũng tìm hiểu nhiều thứ như là thuốc bổ cho em cho thai kỳ, xong rồi những điều để chăm sóc cho bé sau này. Và cũng luôn tìm hiểu là cái chuyện rạn da, có mẹ thì tìm hiểu luôn, có mẹ thì lại bỏ qua không quan tâm lắm. Nhưng mà Thanh thì Thanh sẽ nhắc các mẹ là đừng nên bỏ qua cái sản phẩm này, tại vì thứ nhất là rạn ra mình sẽ bị nứt bụng. Cái việc đầu tiên không phải là xấu đâu mọi người. Thật sự cái việc đầu tiên không phải xấu đâu, cái việc đầu tiên là ngứa. Ngứa, cực kỳ ngứa. Nếu mà mình bị rạn da bụng khi mà mình mang thai, mình bị nứt bụng á, thì ngứa lắm luôn. Thanh từng bầu bé Nhiên, và lúc đó thì Thanh nghe lời mọi người đã nói là sử dụng dầu dừa nguyên chất ở nhà. Cái là cũng làm dầu dừa kỳ công lắm, làm cũng cực lắm luôn. Dùng dầu dừa thoa từ hồi 4 tuần thai kỳ, thoa hoài, thoa lớp tới ngày gần sinh. Nứt thì nó vẫn nứt, nứt ơi là nứt, nhưng mà nó khó chịu cực kỳ, nó nóng, nó quên gợn. Cái tắm hả, phải tắm mấy lượt xà bông kỳ muốn chết nó mới ra được cái dầu đó trên bụng. Chứ không thôi là nó dơ lắm luôn, nó khó chịu cực kỳ. Nhưng mà rạn thì vẫn rạn, chỉ có là giữ ẩm hơn thì có. Cái da thì mình thấy giữ ẩm hơn, nhưng mà đặc biệt một cái là lông bụng nó mọc nhiều hơn, giống như nuôi lông á. Mà tới những tháng cuối á, nó nứt á, nứt rất là nhiều, và đặc biệt là bị ngứa, ngứa cực kỳ nhiều chỗ, lúc nào cũng giống như trời ơi tôi muốn gãi quá thì tôi chịu hết nổi mà tôi muốn gãi quá đi. Tới lúc đó Thành mới chuyển qua sử dụng những cái sản phẩm để mà ngăn rạn, ngăn bị nứt bụng với lại hạn chế ngứa. Thì lúc đó Thành mới biết là đúng rồi, tại sao người ta sản xuất ra cái này mà người ta không kêu thôi về nhà làm dầu dừa đi cho nhanh. Lúc đó thì Thanh xài chỉ là BioOil thôi, chưa có dòng gel này. Tuy là cũng là dầu, nhưng mà cái dầu đó vẫn là thẩm thấu vô da, chứ nó không nằm ở bề mặt da như dầu dừa ở nhà mình sử dụng. Nó vẫn thẩm thấu vô vậy, đặc biệt là đỡ ngứa hơn rất nhiều. Và lúc đó cảm nhận là trời ơi, sao mình ngu tới mức độ mà tới giờ này mình biết xài cái này ta. Dễ chịu lắm, nó đỡ ngứa. Phải là các mẹ nào mà bị ngứa rồi mới biết được là khi mà nó hết, nó đỡ ngứa, không hết hoàn toàn nhưng mà nó đỡ rất nhiều, đỡ hơn 50% là nó dễ chịu cỡ nào luôn. Tại vì khi những tháng cuối thai kỳ mình vừa mệt, cái bụng to, đi lại khó khăn, ngồi cũng khó khăn mà nằm cũng khó khăn, nhưng mà còn thêm ngứa nữa, cực kỳ khó chịu luôn. Nhưng mà đỡ ngứa thì rạn dễ chịu luôn. Bây giờ Thanh nói với mọi người là rạn da trong lúc mang thai là hơn 50% là do cơ địa. Có những người thì là không sử dụng một sản phẩm hỗ trợ nào luôn, nhưng cơ địa họ không hề một vết nứt. Có những người họ sử dụng từ những ngày đầu thai kỳ nhưng mà tới cuối thai kỳ vẫn có vài vết nứt. Đó là do cơ địa. Chứ không thể nào mà mọi người sẽ nói là ủa sao tôi sử dụng cái dầu chống rạn rồi mà sao tôi vẫn bị nứt, là cái dầu này nó dởm hay tôi mua hàng giả. Thì không phải, vì là hơn 50% là do cơ địa. Nếu mình dùng sản phẩm thì nó sẽ là hạn chế tối đa cái nguy cơ mình bị rạn da, bị nứt da khi mình mang thai.
Và Thanh recommend là các mẹ khi mà mình biết mình có thai rồi đó, mình bắt đầu tìm hiểu những thứ về thai kỳ, những thứ về em bé, thì chúng ta cũng nên bắt đầu xài cái gel hoặc là cái dầu hoặc là cái kem để mà mình chống rạn, và đặc biệt là sau này chống ngứa cái bụng của mình nữa. Nên hồi đầu á mình mong chờ em bé, xong rồi mong chờ ngày sinh, mình cũng không có thấy những cái vết rạn xấu xí đâu. Nhưng mà sau này á thì em bé nó lớn rồi, lâu lâu sờ sờ xuống thấy nó hơi rạn rạn cũng buồn buồn chứ cũng không phải là không buồn không đâu. Nên nếu mà mình hạn chế được thì mình vẫn vui hơn, mình mặc bikini mình vẫn đẹp hơn. 10 điểm dù sao vẫn hơn 9 điểm đúng không? Nên hay recommend các mẹ là khi mà mình mang thai, mình biết tin mang thai á, thì mình tìm hiểu về vitamin bầu nè, cách chăm sóc thai kỳ nè, dinh dưỡng thai kỳ, và đặc biệt đó chính là những sản phẩm chăm sóc thai kỳ như là kem, dầu, gel để mà chống rạn, chống ngứa. Thật ra thì Thanh nghĩ là nguyên một cái thai kỳ mình sức tạt ra từ đầu thai kỳ tới cuối thai kỳ luôn á. Rồi sau này sinh xong á, nếu mà sinh mổ á, hay là mình có vài vết rạn mình xếp tiếp để cho nó mờ đi cái vết rạn đó và mờ luôn cái vết sẹo mổ của mình á, thì từ đầu thai kỳ tới cuối thai kỳ chắc chừng một lọ lớn 200ml là xài tẹt ga luôn. Còn lọ Thanh đang cầm lọ 100ml thì chừng hai lọ này thôi, tại vì mình không có sức nhiều được đâu, sức nhiều nó lại không có tốt. Mình sức một dừa một lượng thôi chứ không phải trời nó tốt quá cái quất nửa hũ chét lên trời ơi là không được, mình sức vừa phải thôi. Và đặc biệt á, Thanh hướng dẫn các mẹ nếu mà mình sức vô bụng mình đang bầu á, thì mình sẽ sức mình lấy một lượng nhỏ ra tay, mình cho đều 10 đầu ngón tay như thế này, xong bắt đầu mình xoa, mình kéo ra nhẹ nhàng hoặc là kéo lên kéo xuống như thế này, chứ mình đừng có xoa tròn tròn như thế này đã không có tốt cho em bé. Mình xoa đều ra hai bên nè, xoa lên xoa xuống như vậy thôi, hạn chế là xoa bụng không có tốt cho em bé nha các mẹ nha. Thì hôm nay Thanh muốn test luôn cái chất kem cho các mẹ thấy. Đây là một cái hũ còn nguyên siêu luôn, mình sẽ khui ra nha. Cái Bioi này á, là Thanh xách tay trực tiếp từ Úc về nha mọi người. Bioi thì hiện tại thì cũng có hàng Việt Nam, hàng của Malaysia, nhưng đây là hàng của Úc nha. Trong Gotion thì đang phân phối cái sản phẩm này, nó là hàng đã nhập khẩu từ Việt Nam, tem tiếng Việt đầy đủ. Đây mọi người nha, cái chất kem là cái chất gel màu hồng nha. Này, lấy một lượng dừa thoa lên tay. Đây là gel nhưng mà là gel gốc dầu. Dưỡng ẩm thì rất nhiều. Cái mùi thì mùi rất là dễ chịu nha, cái mùi giống như là những cái tinh dầu massage của spa vậy đó, nhưng mà rất là nhẹ nhàng chứ không bị nồng, bị hắc đâu. Thường thì Thanh đi spa thì mọi người massage Thanh bằng cái tinh dầu này thấy nó hơi nồng một chút xíu, nhưng mà cái tinh dầu này cái mùi nhẹ lắm luôn, càng thoa ra càng thấy nhẹ hơn, thoa mà thoa đều là muốn hết luôn cái mùi đó mọi người. Đây gần như là hết 90%. Đây bên này có thoa nè mọi người thấy không, ánh ánh miếng bên đây nè, không thoa nè, không có ánh, chỉ ánh một chút xíu thôi nhưng mà mềm hơn rất là nhiều, và đặc biệt là thấm vô rất là nhiều. Và theo như cảm nhận của Thanh thì là cái độ dầu á nó hạn chế hơn 50% so với cái Bioi mà dạng dầu. Bioi dạng dầu á thì thoa vô nó dầu nó mướt hơn rất là nhiều, còn cái gel này Thanh cảm nhận là nó thấm, từ từ nó thấm vô da nha. Ồ, từ từ nó thấm vô da nè. Bây giờ nó để khô rồi, khô rang. Nó chỉ còn hơi ẩm thôi. Bởi vậy các bạn nào á, nếu mà sinh xong rồi á, mà nếu mình muốn dưỡng ẩm cho tay nè, cổ chỏ nè, đầu gối hoặc gót chân á, thì đây cũng là một sản phẩm tuyệt vời luôn, để các bạn có thể mà dưỡng ẩm, chứ không phải là chỉ có thể mà thoa khi mà chúng ta mang bầu thôi. Và đây là một cái sản phẩm dưỡng ẩm dry skin gel, nghĩa là da khô, là đặc biệt da khô những cái mùa hanh khô như thế này, hoặc là ở Hà Nội chúng ta mùa đông hanh khô rồi á, thì chúng ta sử dụng cái này là
bạn đảm bảo là sẽ không bị khô đâu. Hãng đảm bảo là cái độ ẩm này có thể giữ trong tổng cộng là 3 ngày. Nhưng không biết có ai mà không chịu tắm 3 ngày để test thử cái độ ẩm còn không. Và đây đặc biệt là công nghệ khóa ẩm 2 chiều, vừa cấp ẩm vừa khóa ẩm luôn, sẽ không có sợ mà bị bay mất. Rất là dễ chịu, mọi người da mềm hơn rất là nhiều, rất là thích. Thì hôm nay Thanh chỉ làm một chiếc clip review nho nhỏ tới đây thôi. Còn hôm khác thì Thanh lại tiếp tục review cho mọi người cái khác nha. Bye bye mọi người.